Đây là chiếc hộp đầu tiên mình bắt được nha mọi người. Wow, đồ gì đây? Và một cái mũ nha. Oh my god, wow. Hello mọi người, chào mừng mọi người tới kênh YouTube của Rino nha. Thì không biết ở đây có bạn nào đã nhận được cái phần thưởng coupon 77 kim cương này chưa nhỉ? Các bạn muốn biết làm sao để có cái mã code 77 kim cương này thì theo dõi lại cái video trước đó của Rino nha. Thì hôm nay nhà phát hành cũng mới ra cái ba cái gói đồ mới mọi người. Gói này là gói phép thuật nữ này. Chúng ta sẽ có ba màu nha. Bộ màu cam là bộ ánh sao, và bộ màu xanh này là bộ nước, bộ màu hồng là bộ tình yêu. Ba bộ này bộ nào cũng đẹp hết mọi người ạ. Và đặc biệt hiệu ứng của cái gậy này khá là đẹp luôn nha. Nếu bạn nào mà vô game rồi các bạn thấy những bạn ghê sai á thì khá là đẹp. Thì bộ này mình cảm thấy là sẽ hút tiền các bạn nữ lắm nha. Rồi, cái sự kiện bắt hộp này thì mọi người đã tới đâu nhỉ? Thì cái ngày đầu tiên á, thì Rino bắt là không được hộp nào luôn nha mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay nè, khá là hên nha. Rồi hên như nào mọi người cùng theo dõi cái clip này nha. Rồi bây giờ cùng Rino đi bắt hộp nha mọi người. Để tăng cái tỷ lệ xác suất ra hộp á, thì mỗi cái map mọi người nên ở lại tầm khoảng 3 phút nha. Thì trong cái thời gian đó mọi người có thể bắt những cái con bọ săn để mình kiếm tiền để chờ hộp ra. Thì cứ mỗi map mọi người ở lại cho mình tầm 3 phút. Đó, thì cái tỷ lệ mà mọi người gặp được hộp nó sẽ cao hơn nhá. Rồi mới vào được lúc thì mình đã gặp một cái hộp trên cao kìa mọi người thấy không? Thì hộp này cũng hay xuất hiện ở vị trí trên đó nhá. Nên mọi người khi di chuyển nhớ để ý trên nó. Thì để lên được trên này mọi người có thể là dùng ăn pizza hoặc là một số vật phẩm mà giúp mình nhảy cao hơn. Còn Rino có cái gậy nhảy này nên xin Rino sẽ sử dụng gậy nhảy này để lên bắt nha. Wow, hộp đâu rồi mọi người? Tính ra mình chưa tới gần cái hộp luôn mọi người ạ. Ôi là trời ơi, cái hộp đầu tiên của Rino. Khởi đầu không mấy là may mắn rồi mọi người ạ. Chạy cả buổi mới gặp mà lại bị mất tiêu rồi nè. Rồi chạy thêm một vòng nữa thì mình cũng gặp được thêm một cái hộp nữa. Nhưng mà lần này là hộp kim cương nha mọi người. Thì khi mọi người đi săn hộp á, mọi người có hay gặp cái hộp kim cương này không nhỉ? Còn Rino gặp rất là nhiều nha. Và mỗi lần cứ như vậy là mình sẽ được 2 đến 3 hoặc là có khi là 1 kim cương nha mọi người. Rất là nhiều kim cương luôn. Một ngày có thể kiếm được mấy chục viên kim cương á. Đấy, hộp này Rino được 3 kim cương này. Hộp trước được 2. Được 5 kim cương rồi đó mọi người. Nếu một ngày mình siêng á, mình có thể kiếm được cả mười mấy 20 kim cương đấy. Và đây là cái hộp thứ hai mà mình thấy nha mọi người. Thì để bắt được hộp này cũng đơn giản. Mọi người chỉ cần nhìn cái hướng nó bay á, xong mọi người chạy ra xa một tí, mọi người chặn đầu á. Khi mà nó bay tới thế này là mọi người chỉ cần bắt thôi nè. Rồi, hộp đầu tiên này không biết mình được gì đây. Rồi, một đôi giày nha mọi người. Đôi giày đầu tiên của mình. Wow, đang đi săn hộp mà gặp mà ngay một con bướm phượng cánh chim mọi người ạ. Đây là một con bướm tím nha. Bướm này mình nên đi từ từ thôi. Và khi mà thấy nó bay đi hướng khác á, mọi người có thể di chuyển nhanh một xíu. Nhưng mà khi nó quay mặt lại mọi người nên di chuyển chậm nha. Và đây là cái khu vực mà mình thấy nó ra rất là nhiều bướm phượng cánh chim này luôn. Cái khu vực mà sau hotel mọi người. Wow, vương miện nha mọi người. Con này thì mình chưa có. Thì mình gặp cái con bướm phượng cánh chim này ở khu vực này rất là nhiều đấy nha. Chắc phải 4-5 con gì đó. Quay quay, hộp mọi người ơi. Thì vừa mới bắt được con bướm phượng cánh chim thì chạy tiếp theo lên đây thì đã gặp một cái hộp nha. Rồi để mình bọc đầu nó rồi mình bắt nó nha. Rất là hồi hộp. Ồ, nó chạy đi hướng khác mọi người ạ. Khi mà chạy hướng khác như vậy mọi người không nên dí theo nó chậm chậm như vậy nhé. Thì mọi người quan sát xem nó bay hướng nào. Và mình sẽ bọc đầu nó như thế này nè. Đó, rất là đơn giản. Chứ mọi người đừng dí theo nha. Dí theo nhiều khi nó bay mất luôn á. Rồi. Ồ, mình lại ra được một đôi giày mọi người. Hộp đã hiếm mà còn ra trùng thế này thì chết rồi. Kiểu này rất là khó phun đồ nha mọi người. Thì chạy lên được một đoạn nữa thì mình gặp được một cái hộp kim cương mọi người ạ. Hôm nay quá là hên nha mọi người. Vừa bắt được hộp, vừa kiếm được kim cương, vừa bắt được bọ tím mới. Một ngày quá là may mắn rồi. Rồi bạn nào muốn cái sự may mắn này thì nhớ cho mình một đăng ký kênh, một like và nhớ bấm vào chuông để coi video sớm nhất nha. Mình sẽ nhả vía cho mọi người may mắn giống như mình. Rồi hôm nay mình được một kim cương nha mọi người. Rồi sau khi map kia mà mình đã bắt một vòng xong á, mình lại đổi map tiếp nha mọi người. Thì theo như mình nhận thấy thì Campin là nơi mà xuất hiện mà nhiều hộp nhất nha. Thì khi mà chạy vô Campin mình lại gặp một hộp nữa nè mọi người. Ừ.
Cái hộp này đây, gì đây? Wow, một cái áo nha. Mình chỉ còn một cái nón nữa thôi là mình đã full bộ này rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi clip ngày hôm nay nha. Thì nhớ cho mình một đăng ký kênh, một like và bấm vào chuông để có video sớm nhất nhé. Cảm ơn mọi người.